Hai, chào các bạn, hôm nay shop xe đạp Hưng My tiến hành giao con xe Zan F kép SL 2 cho khách ở Cần Thơ. Khách ơi, khách coi xe nhận hàng nha khách ơi. Anh Minh ơi, anh Minh lên coi xe nhận hàng nha, anh Minh Cần Thơ ơi. Giá con xe này là 8.750.000, các bạn tới xem xe sẽ được giảm giá. Giá xe là 8.750.000, các bạn tới xem xe sẽ được giảm giá. Zan SL2 mã 2018. Bây giờ shop xe đạp sẽ tiến hành quay cận cảnh cho các bạn xem cấu hình nó như sau. Tay đề Shimano 38, bộ tay thắng dầu Techo, màu sắc là màu đỏ, sử dụng bộ thắng dầu. Giá xe 8.750.000, các bạn tới xem sẽ được giảm giá. Đi dây âm sườn một phần, kép SL 3 đĩa 7 lít, giò dĩa Zan, cùi đề Shimano Tourney, cùi đĩa Shimano Tourney, clip Shimano, sơn Shimano, xe sử dụng 2 tháng dầu. Giá xe là 8.700.000, các bạn tới xem xe sẽ được giảm giá. 8.750.000 chứ, các bạn tới xem xe sẽ được giảm giá, giảm một vài xị cho các bạn uống cà phê Techo. Giá xe là 8.750.000, các bạn tới xem xe sẽ được giảm giá. Yên Zan ở cái kênh thông báo nhận tin nhắn của bên mình đó, nó bị gì á nha các bạn, nên các bạn có nhắn tin bình luận với mình không thấy, mình muốn thấy được mình phải vô trình quản lý video mình mới coi được những tin bình luận của các bạn, nên các bạn muốn nhắn muốn bình luận cho mình thấy á, các bạn nhắn xong, các bạn bình luận xong, các bạn để lại cái trái tim ở trên cái tin nhắn của mình để mình biết là các bạn đang bình luận thì mình mới vào trả lời cho mấy bạn được, chứ thật sự bây giờ cái thông báo cái tin nhắn của mình vẫn bị gì á, mà mình vào cái cài đặt thông báo mình chỉnh sửa rồi nhưng mà nó cũng không thấy. Còn không, các bạn muốn mua xe các bạn cứ chụp hình lại cái video, các bạn gửi qua Zalo cho mình số điện thoại 0937009995 rồi mình coi mình sẽ phản hồi lại cho các bạn. Cảm ơn các bạn, thân chào.